Tôi có một đội xuyên chuyên dạy phù đạo cho con cái những người giàu có. Đúng lúc gần đây đang tìm một người dạy diễn kịch câm, anh là lựa chọn tốt nhất. Tôi mắc lắm đó, cô trả nổi không? Trong lòng tôi, cô mãi mãi là một tiện nhân máu lạnh tàn nhẫn, không màng đến sự sống chết của người khác. Tôi mong chút nữa cô đi ra ngoài lập tức bị xe tông chết. Tôi có một người bạn làm luật sư, bị công khai chuyện riêng tư lên mạng, mà còn là tin tiêu cực. Không biết có ảnh hưởng tới công việc của cổ hay không? Cuộc giao cô xin chê trong này chẳng xê chê thì nhìn mắt dư chỉ nghe gì mà bỏ xuống tông sâm thảo dừng gì giờ chỉ hỏi sâm mù chân chê mình quan giao xin phân xa con chỉ hờ bóc giao xin phân hay nào nghe chúng mình như sáng xa con giao trái cây nào sao mình ngỡ hôm nào bao ngoài gì màu ca hồng hằng lãng tông quay lưng quân trời xin đi cất ta ít trình trang ngõ ngang trái ba hồi chỉ kiên sâm xin cạn tôi chích niềm quan Tôi có một người bạn làm luật sư, bị công khai chuyện riêng tư lên mạng, mà còn là tin tiêu cực nữa. Không biết có ảnh hưởng tới công việc của cổ hay không? Vậy người đó có phạm pháp, có liên quan đến mấy chuyện sàm sỡ, cưỡng bức hay không? Người đó không có phạm pháp, chỉ là liên quan tới chuyện tình cảm trai gái mà thôi. Có phải anh đang nói Ali Sinh Cố, luật sư Cố đúng không? Cô biết cổ sao? Cô cũng rất nổi tiếng trong ngành này, tôi từng gặp cổ mấy lần rồi, cũng có trò chuyện. Nhưng mà báo chí nói là cổ và người giàu có họ Diệp đó có quan hệ bất chính đó. Anh muốn nói về chuyện này hả? Ừ. Tôi nhớ là cổ cũng từng tới kiếm xá tìm anh. Hai người thân nhau lắm hả? Tuy là những việc này không liên quan tới công việc của cổ, nhưng dù sao cũng sẽ bị mất điểm hình ảnh cá nhân. Cô nghĩ xem mấy người khách hàng đó có bỏ đi hết không? Khách hàng của luật sư Cố đều là những người giàu có. Người giàu có thì rất thực tế, hình ảnh có tệ thế nào cũng được, quan trọng nhất là làm được việc. Sư phụ của tôi nói đó. Ừ, cũng mong là vậy. Cổ cũng từng giúp anh tố tụng, vậy anh có phải cũng rất giàu có hay không? Đương nhiên là không rồi. Chúng tôi quen biết nhau từ rất lâu. Cổ là giáo viên phụ đạo của tôi lúc còn nhỏ. Thì ra là vậy. Không ngờ con người của luật sư Cố cũng có tình nghĩa thiệt đó. Anh yên tâm đi, luật sư Cố rất giỏi, chắc chắn sẽ không sao đâu. Cùng lắm là như vậy, lần sau tôi gặp được cổ sẽ giúp anh hỏi thăm ha. Cô sẽ gặp được cổ sao? Thì luật sư pháp lý với trạng sư nhiều khi cũng có làm việc với nhau, cho nên nhiều lúc tôi cũng sẽ gặp được cổ. Vậy cô có thể giúp tôi làm một việc không? Anh nói đi, chỉ cần tôi làm được, nhất định sẽ giúp cho anh. Ê, làm ơn, đợi đã. Đợi đã. Cảm ơn nha. Xin lỗi nha. Dạ xin chào, tôi tới tìm Ali sư cố, luật sư cố. Cô chưa về tới. Rai, tìm sư phụ của anh đó. Cô là ai? Có đặt lịch hẹn hay không? Không có, tôi chỉ là đem đồ tới cho luật sư cố thôi. Giao hàng hay sao? Đưa cho tôi là được rồi. Không được nha, tôi đã hứa với bạn tôi là phải đích thân đưa cho cổ rồi. Ở đây không ai biết cổ sẽ về lúc mấy giờ. Để xuống đi, tôi sẽ đưa cho cổ. Không sao đâu. Tôi đợi cổ. Cô nói đợi là đợi hay sao? Cô tưởng ở đây là nhà hàng hả? Cô à, cô đã lấy phiếu chưa vậy? Anh là đệ tử của cổ đúng không? Anh biết tôi sẽ đưa gì cho sư phụ của anh sao? Nếu là thứ gì đó rất quan trọng, tôi sợ là anh không gánh vác nổi. Cô, nếu như đã thích đợi thì cứ việc đợi đi. Luật sư cố, cô có món hàng đây. À còn nữa, cô này đợi cô rất lâu rồi. Xin chào luật sư cố. Sư phụ kêu cô tới hả? Không phải, là Aiden kêu tôi tới. Anh nói là sau khi cô ăn món này sẽ cảm thấy vui hơn. Cảm ơn.
Ê, nhưng mà đã nguội rồi, cô hâm nóng lại rồi mới ăn nha. Alo Aiden, món súp cá tôi đích thân đưa cho luật sư Cố rồi. Ừ, cảm ơn nhiều, tôi đang bận việc, không rảnh nói chuyện với cô, vậy nha. Sư phụ à, có cần mua cơm giúp cô không? Không cần, mua giùm tôi ly cà phê. Dạ biết sư phụ. Đã nói có thể sửa lại được mà, con người máy đã sống lại rồi. Là em hả? Vào đi. Gọi điện cho cô thì không được, nhắn tin thì không trả lời. Tránh tôi hả? Không phải là tránh em. Sáng nay vừa mới nhận cuốc xong, về tới nhà tắt máy đi ngủ thôi. Cô cần nói vậy không? Được rồi, vậy cô nói cho tôi biết, tại sao sáng nay cô nhắn tin nói là rút lui và không giúp tôi nữa? Tại sao vậy? Không phải chị không muốn giúp em, mà hôm qua chị vừa mới cãi nhau với cổ xong, bây giờ ghét cổ muốn chết. Sau này có chuyện gì liên quan tới cổ, chị cũng không nhúng tay vào, không tham gia. Lúc đó là do cô đến tìm tôi để cùng hợp tác, bây giờ nói rút lui là rút lui. Cô chơi tôi hả? Chị đã nói không phải chơi em rồi, sao em cố chấp quá vậy hả? Được rồi, tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì cô cũng đừng hòng. Được thôi, vậy cùng nhau chết chung thôi. Đến khi đó phải trả lại tiền cho Tư Đồ Bắc, để xem em là người tổn thất nhiều hay chị. Đúng là đã tin lầm cô. Ê ê ê, bình tĩnh lại đi. Trời ơi, ở ngoài cửa đã nghe thấy hai chị em cãi nhau rồi. Nóng giận quá làm cái gì, có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói. Ngồi xuống trước đi. Nè, tức là như vậy, chúng ta là ba chị em mà, nên đoàn kết với nhau lại, chống kẻ thù bên ngoài. Có chuyện gì thì ngồi xuống uống chén trà ăn cái bánh, cùng nhau bàn bạc ổn thỏa. Bây giờ là chị ba của cô không chịu hợp tác với tôi thì làm sao mà đoàn kết được đây? Tại vì chị có nỗi khổ của riêng mình, chị cũng đừng có trách chị mà. Nè, nói luôn cho chị biết á, chị ba đúng là rất quan tâm tới chị. Lần trước tới nhà chị thấy chị thiếu mất cuốn truyện Long Châu, lập tức tìm em giúp đỡ. Em khó khăn lắm mới từ trên mạng thầu về được, chị quan tâm chị lắm. Còn chị nữa, chị phải biết chị hai bị bể chuyện này ra là có lợi cho chúng ta. Làm ơn đi, chị đừng có gì tức giận mà nói rút lui nữa, lãng phí quá trời. Tại sao? Chị nghĩ mà coi, tên Đinh Khình sẽ phải lánh đi một lúc, vậy tức là chị hai không thể nào với anh ta nữa. Vậy mục tiêu của chúng ta chỉ còn lại một người, Aiden Trương, Trương Văn Hào. Ê chị ba à, hay là tạm thời cứ bỏ qua ân oán giữa chị với chị hai, để mình làm cho xong cái vụ việc này, nhận được tiền rồi từ từ tính với chị sao? Em nói sao thì là vậy đi. Ê, vậy mới là ba chị em chứ, chuyện vui như vậy phải ăn mừng mới được. Cuốn truyện này chồng tôi đã muốn có từ rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng đã có đủ. Cảm ơn nhiều nha. Không cần khách sáo. Làm ơn cho tôi một ly Cor Diana. Xin lỗi nha, chúng tôi đã không bán loại cocktail này lâu rồi. Hả, vậy sao? Tôi nghe bạn tôi nói là lúc trước từng thử qua loại cocktail này ở đây, nó là rất ngon, rất đặc biệt, làm tôi cố tình tới đây uống thử. Vậy thật là ngại quá. Bởi vì không còn ai biết pha loại rượu này nữa, cô gọi món khác đi. Thật ra tôi cũng biết pha chế rượu đó. Hay là ông nói cho tôi biết làm sao để pha được Cor Diana đi. Sao cô có nhiều câu hỏi quá vậy cô gái? Nè, đây là menu của chúng tôi, cô sẽ muốn loại gì thì gọi đi nha. Hả? Chào chú Đông. Xin chào, sao tới sớm quá chị? Cậu còn nửa tiếng mới tới giờ biểu diễn mà. Mời cậu uống chè viên à.
Alo Thủy hả? Lập tức bắt xe tới quán bar Độc Thoại ở Loan Tỷ. Việc gấp. Hai. Hai. Anh là Sol thiệt hả? Tôi thực sự rất thích nghe anh chơi violin. Anh có ngại cho tôi xin chữ ký không vậy hả? Được. Cảm ơn nha, anh thật là tốt bụng đó. Tôi tên là Hailey. Rất vui được gặp cô. Anh có ngại tôi ngồi đây không? Cứ tự nhiên. Sol à, anh có biết là tên của anh rất gần gũi với tôi không vậy hả? Bởi vì hai người bạn trai trước đây của tôi cũng tên là Sol đó. Vậy hả? Sao tình cờ quá vậy? Phải đó, một người thì học vẽ nè, còn một người thì là học kịch. Hai người họ đều có tính nghệ thuật y chang như anh vậy đó. Vậy sao? Phải rồi Hailey à? Cô từng xem tôi biểu diễn lúc nào vậy? Là trước đây đó. Thực ra tôi cũng là học âm nhạc đó. Lúc trước tôi học đàn piano. Vậy sau này có cơ hội chúng ta có thể chơi chung. Được đó, đúng là ý kiến hay. Hay là cô cho số đi ha. Thực ra cũng sắp tới giờ diễn rồi. Tôi phải đi ra ngoài tìm một chỗ ngồi tốt để xem anh biểu diễn nữa. Cố lên nha. Cố lên. Chết rồi chú Đông, tôi bị mất cây đàn rồi. Tại sao bất cẩn quá vậy? Tôi cũng không biết, lúc nãy tôi mở túi ra thì không thấy cây đàn đâu. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đã bị mất cây đàn rồi. Hả? Có khi nào để quên ở nhà rồi không? Lúc trước tôi cũng có người bạn từng như vậy đó. Hay làm về nhà tìm thử coi. Cho dù bây giờ có chạy về, nhưng chỉ còn 5 phút, không kịp lên sân khấu trình diễn. Vậy bây giờ phải làm sao? Có rất nhiều khách đang chờ cậu biểu diễn đó. Xin lỗi chú Đông. Nếu hai người không ngại á, thì để tôi thay thế cho. Đêm nay vốn là Sol sẽ biểu diễn cho mọi người nghe, nhưng mà ảnh gặp chút vấn đề đột xuất cho nên tôi sẽ thay thế đêm nay. Tôi tên là Hailey, làm ơn cho một tràng vỗ tay cổ vũ. Sao đâu rồi? Về nhà tìm cái đàn violin rồi. Sao rồi? Tôi không có phá quán của chú chứ. Ôi, giờ cô chọc ghẹo tôi hả? Tôi có mấy người khách khen cô đánh rất hay đó. Còn hỏi khi nào cô sẽ biểu diễn nữa kìa. Vậy phải xem chú thể hiện như thế nào rồi. Lâu nay tôi làm việc đều rất đúng đắn đó. Nè, lương buổi này 800 đô. Tôi chỉ nói giỡn với chú thôi. Mời tôi uống một chai bia, coi như là quà. Đừng nói là một chai, một tá cũng còn được. Vậy thì cũng không cần một tá. Chú biết là tôi muốn gì mà. Được, tôi không thích ép buộc người khác. Tôi đi trước đây. Cô gái. Vậy rồi hả anh Phi Long? Em gái, anh sang đâu rồi? Đi làm rồi, chút nữa về. Ý, đang mở tiệc hả? Đang tập pha rượu, có hứng thú uống thử không? Cô mà biết pha rượu hả? Biết pha trò thì có. Tôi từng học pha chế ở bên Mỹ đó. Uống thử thì uống, không uống thì thôi. Đừng có làm phiền tôi làm chuyện nghiêm túc. Thử thì thử, bộ sợ cô sao? Mấy ly trước mặt đều giống nhau về công thức, chỉ là định lượng khác nhau. Thử xem ly nào ngon hơn.
Qua, làm gì vậy? Còn nói là mấy uống bia, mới uống có mấy ly đã say rồi, đúng là vô dụng. Ê, chị ba, hay là chị giúp em uống thử đi. Thật ra em đang làm gì vậy? Chị đừng có hỏi nhiều như vậy, giúp em uống thử ly này trước đi. Uống được đúng không? Ừ. Trong vị đắng có vị ngọt, có vị thanh mát của trái cây, rồi có một ít vị rượu uống cũng được đó. Thiệt hả? Nhưng mà phải nói thế nào ta? Giống như một cuốn tiểu thuyết thiếu tiêu đề. Một con người thiếu linh hồn vậy, em hiểu không? Tóm lại là thiếu chút gì đó. Chú thử uống xem có đúng chưa? Còn đúng, còn đúng. Từ khi Diana mất thì không còn ai biết pha loại rượu này nữa. Sao cô phải cố chấp mà pha được loại rượu này chứ? Con người của tôi là như vậy, thích nhất chính là thử thách cái khó. Chú Đông, đừng có ngủ mà nghe. Ứng dụng niềm vui với con này rất đa dạng, không chỉ giới thiệu về những hoạt động nổi tiếng ở Hồng Kông, bao gồm cả những nơi mà trẻ em thích tới như nhà hàng, khu vui chơi, siêu thị, viện bảo tàng. Điều quan trọng nhất là ứng dụng này có dạy học bằng âm thanh. Chính là cái này. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Sao rồi? Thế cô có lo xem điện thoại, cô có sao không? Không sao. Lúc nãy có mấy hội viên nói là hoạt động này của cô rất tốt đó. Cái gì chứ? Có mấy hội viên nói là hoạt động này của cô rất là tốt đó. Nè cô bé, không được làm ồn, qua bên kia chơi. Ghét nhất là trẻ con. Không phải, hơi phá một chút cũng rất đáng yêu mà. Quậy phá thì sao mà đáng yêu được chứ? Suy nghĩ mâu thuẫn. Em gái à, đừng khóc, chị mời em ăn kẹo nha. Em trai, có muốn ăn kem hay không đây? Muốn lắm. Vậy chị sẽ mời em nha. Được. Sao nói là ăn kem mà? Tôi đâu có mắc vệ sinh, sao dẫn tôi vào đây vậy? Tôi cảnh cáo em, nếu em còn ở đây gây ồn ào, ăn nói lớn tiếng, ăn hiếp những bạn khác, thì tôi sẽ dùng cái thước sắt này cắt bao quy đầu giúp em. Đừng mà chị ơi, em không dám nữa. Em phải mới nói đó nha. Tôi biết em tên là gì, nhà ở đâu, đang học ở trường nào. Nếu như sau này em còn hư như vậy thì tôi chắc chắn sẽ tìm ra em. Em không thoát được đâu. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Đi ra ngoài. Mà khoan đã, lấy giấy lau sạch chân của mình trước đi. Mộng à, sao không đi ngủ gì hả? Có phải là không khỏe chỗ nào không? Có phải đang lo lắng bệnh của mình hay không? Đừng lo lắng nữa, má nhất định sẽ chữa lành cho con mà, nha. Hai chúng ta đều không ngủ được, hay là cùng nhau ra ngoài đi dạo nha. Mộng à, con có nhớ lần trước đi dạo là khi nào không? Là sinh nhật của con đó. Má cùng ba mừng sinh nhật với con xong rồi dẫn con đi ra đây đi dạo. Má còn nhớ là lúc đó con cứ nhìn xung quanh rất là nhiều chuyện.
Tuy là bây giờ chỉ còn lại một mình má, nhưng sau này má cũng sẽ tiếp tục ở bên cạnh con. Con nhìn kìa, ánh trăng hôm nay đẹp quá ha. Cô ơi, lại là cô hả? Gần đây có trộm cướp chuyên cướp giật những cô gái đi một mình đó. Nếu không có việc gì á thì cô về nghỉ sớm đi. Mấy anh bắt hết trộm cướp thì đâu còn cướp nữa, tại sao lại bắt tôi đi về chứ? Cô à, tiền cô lấy chứng minh ra. Tổng đài, làm phiền kiểm tra mã số này. Mã số không có vấn đề. Đã rõ, cảm ơn. Ok. Thưa cô, chúng tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi, đừng về khuya quá. Đi thôi. Mộng à, Mộng. Sếp à. Philip, Mộng biến mất rồi, anh mau tới đây đi. Mộng, 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 Mộng ơi, Mộng, Mộng, Ray à, có tìm thấy không? Không thấy nữa. Ôi, sao tôi lại bất cẩn như vậy chứ? Mộng chạy đi lúc nào cũng không biết luôn. Phải rồi, cô đó nói biết mất ở khu vực này mà. Nếu có thể nó sẽ quay lại chỗ này để tìm cô thì sao? Anh nói thì đơn giản thôi. Vậy anh nói bây giờ nó đang ở đâu đi? Ở đâu hả? Đừng nóng mà. Để tôi suy nghĩ đã. Ngày thường nó thích làm những gì? Chúng ta thử dụ nó xuất hiện xem. Ngày thường, ngày thường nó rất thích một bài hát. TV phát bài hát đó, nó đều tới gần TV để nghe. Trẻ em nhảy múa trong TV, nó nhìn không chớp mắt luôn. Bài gì? Dưa gan ngọt, dưa gan vàng xếp lên nhau, có trái dâu và cả cam tươi nữa, thêm trái kiwi tạo thành tháp trái cây. Cùng nhau ăn thật là ngon miệng. Cùng nhau ăn Anh à, đừng có hát nữa. Nếu anh còn tiếp tục hát, chắc chắn con mèo sẽ bỏ chạy đó. Mộng ơi. Mộng kìa. Ôi, là mẹ sợ hết hồn nè. Anh đó, khuya rồi còn hát ồn ào, phá giấc ngủ người khác, có phải muốn bị bắt về đồn không? Xin lỗi hai sếp nha, cũng khuya rồi, hai người về nhà sớm đi. Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Mộng bị bệnh suy thận cấp tính, anh chứ dạo này quần thâm mắt của cô sâu như vậy. Tôi chỉ còn lại nó là người thân, mất đi nó thì tôi không còn gì nữa hết. Đâu phải đâu, cô vẫn còn người bạn này mà. Thật ra cô nên sớm tìm đến tôi có thể nghĩ cách giúp cô. Anh đâu phải là bác sĩ đâu. Nhưng mà ít ra khi nó trẻ mất, tôi có thể cùng với cô đi tìm nó. Còn nữa, về phía mẹ của bé Mập á, cô không cần để tâm đâu, tôi xử lý giúp cô rồi. Mẹ của bé Mập nào chứ? Bé Mập mà cô hăm dọa trong nhà vệ sinh đó, nó đưa má nó tới khiếu nại cô. Thằng Mập này, bây giờ tôi đi tìm nó. Nè. Lấy nữa, mấy cái bánh này đã hết hạn 2 ngày rồi. Chút nữa ăn xong tiêu chảy, tôi phải tìm người thay cô. Đúng là phiền phức. Ăn chết bây giờ. Chuyện gì vậy? Cô ta là vậy đó, suốt ngày lấy đồ ăn hết hạn đem về nhà ăn. Vụ án giành gia tài mà cả nước Hồng Kông đang quan tâm, cuối cùng hôm nay đã có phán quyết. Tòa án phán nguyên cáo thắng vụ thư kiện và được chia 800 triệu tiền di sản. Tôi là luật sư đại diện của cô Hồng. Tôi đại diện cho cô ấy. Cảm ơn sự phán đoán công bằng của tòa án. Khoan đi đã, nói thêm về con đi. Cô đi đâu vậy hả? Có hẹn ai không? Liên quan gì tới cô? Không, tôi thấy hơi đói bụng. Cô đi ăn với tôi đi ha. Nồi lẩu gà này á, tôi muốn ăn lâu lắm rồi. Mà bình thường chỉ có một mình ăn đâu có hết. May mà hôm nay có cô ăn chung đó, nên phải ăn thử mới được. Cảm ơn. Như vậy mà nó ít hả? Hay không sao đâu mà. Ăn không hết thì đóng gói đem về nhà thôi. Chỗ này ít nhất đủ tôi ăn 3 bữa. Nè, ăn thử đi. Cảm ơn. À, thank you.
thế nào hả? Có ngon không? Ê phải rồi, thực ra nhà cô có những ai vậy hả? Chỉ có mình tôi. Ừ, trùng hợp vậy, tôi cũng như vậy nè. Thực ra thì ngày thường chỉ có một mình, tôi cũng chỉ ăn cơm hộp thôi. Còn cô? Thông thường cũng chỉ ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi. Ừ, tôi cũng biết đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi tuy là ngon thật, nhưng mà đồ ăn đã quá hạn thì đừng có ăn nữa, ăn nhiều quá không có tốt đâu. Người nghèo không có tư cách kén chọn. Cô lại như vậy nữa rồi, sao cô nói chuyện cứ hài hài mà đặc biệt như vậy chứ? Nói chung nếu như sau này cô thấy buồn và không biết ăn cái gì, cô cứ gọi điện cho tôi. Đưa điện thoại cô đây. Xong rồi. Cô sao vậy hả? Cô thấy không phải chỗ nào sao? Hả? Tôi không ăn nữa, cô ăn đi. Hả? Nè, nè. Cô có sao không vậy? Cô thấy sao rồi? Hả? Cô sao rồi? Hả? Thuốc ở đâu vậy? Để ở đâu? Con đừng chết. Mình càng ngày càng cảm thấy bản thân mình là một thiên tài. Đứng im. Nè, không công bằng nha. Tôi phải tạo dáng, còn hai người được tự do tự tại hả? Nè, đừng có làm ồn. Wow, chương truyện mà tôi vừa mới đăng tải lên thôi, hơn 10.000 lượt truy cập rồi. Không phải vậy chứ, đã vậy. Nè, anh đọc bình luận đi. Người này nói buổi tối không dám đi vệ sinh một mình, cảm thấy sau lưng mình cứ lạnh lạnh đó. Wow, hoàng hậu của tiểu thuyết kinh dị, người kế thừa của Stephen King. Có khoa trương quá không vậy? Khoa trương cái gì chứ, người ta nói chuyện thành thật lắm đó. Thật không ngờ người Hồng Kông biết đọc truyện thật. Không được, tôi phải cố gắng hơn nữa mới được. Ơi, kỳ lạ thiệt, một người thì được viết tiểu thuyết, một người thì vẽ truyện tranh, vậy còn tôi? Đừng có làm ồn. Sao rồi, có thấy đỡ hơn chưa? Tôi dìu cô. Cảm ơn. Những ảnh này là do cô chụp sao? Vụ của luật sư Cố là cô bắn tin cho giới truyền thông hả? Tại sao cô lại làm như vậy? Người ta đâu có thù oán gì với cô. Bán một tin tức được nhận thù lao bằng cả tháng lương, sao lại không bán? Nhưng mà cô làm như vậy là làm lộ chuyện đời tư, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nếu cô ta không làm sai trước thì sợ gì bị người ta chụp ảnh. Nói chung tôi không làm sai. Những người lớn lên trong ấm áp như cô không thể hiểu được. Tôi không phải là như vậy, nhưng mà cô làm như vậy thực sự là không đúng. Tôi mệt rồi, cô về đi.
Mời vào. Tìm tôi có chuyện gì vậy sư phụ? À, Jenny, gần đây cô làm việc thường hay bị lỗi vặt. Có chuyện gì vậy? Có phải lượng công việc nhiều quá không? Có cần tìm người phụ không? Hội kiếm xá sắp tổ chức một trận thi đấu, huấn luyện viên cứ kêu tôi đăng ký. Tôi không biết có nên tham gia hay không. Sao lại không tham gia? Mất tự tin. Thực ra đời người giống như một quả cầu tuyết vậy. Lúc vừa mới bắt đầu là lăn từ trên núi xuống, đều phải trải qua những đoạn đường lồi lõm không bằng phẳng. Và có nhiều lúc quả cầu va chạm khiến nó bể ra, hoặc khi nó bị méo đi. Nhưng mà chỉ cần kiên trì lăn vòng, dũng cảm đối mặt gian khó, quả cầu tuyết sẽ càng lăn càng lớn, cuối cùng lớn tới nỗi không gì có thể chặn lại được. Vì vậy nên ý của sư phụ muốn nói là chỉ cần không sợ thua, năng lực của tôi sẽ giống như quả cầu tuyết vậy, càng ngày càng lớn mạnh sao? Thông minh. Thắng bại là chuyện thường gặp của đời người, giống như sư phụ nè. Thư kiện cũng có lúc thắng thua mà. Thua cũng không sao, quan trọng là học hỏi được nhiều điều từ đó, chuẩn bị nghênh đón chiến thắng tiếp theo. Tôi hiểu rồi sư phụ, cảm ơn. Chị cảm ơn coi như xong hả? Tôi đâu có tính phí nói chuyện với luật sư. Có phải cô nên pha ly cà phê báo đáp sư phụ không? Dạ phải, dạ phải, tôi đi pha liền đây. Cuộc thi đấu kiếm như cung trên nỏ, kiên nhẫn miệt mài, gỗ mục không gãy, bền bỉ cầm cuội, khắc được đá vàng, tam quân dị động, lương thảo tiên hàng, đại bách quá khách, cố gắng hết mình, ắt sẽ thành công. À, mời vào. Sư phụ, cà phê sư phụ thích nhất nè. Ra ngoài làm việc đi. Sư phụ à, thực ra tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi anh. Có câu thành ngữ là bách đại quá khách, anh biết câu đó có ý nghĩa gì không? Không biết, dĩ nhiên không biết rồi. Tôi đâu phải thầy giáo ngữ văn. Cô lên mạng tìm hiểu đi ha. Sô-cô-la đang được giảm nửa giá. Vậy tôi mua 2 gói. Sao mua nhiều đồ ăn vậy? Tam quân dị động, lương thảo tiên hàng. Hả? Thực ra có người nói với tôi, muốn trang bị bản thân thật kỹ, trước tiên phải ngủ đủ, ăn no, như vậy mới có sức tham gia thi đấu. Chút nữa cô thi đấu hả? Ừ. Cô làm gì vậy? Ăn quá no sẽ khiến dạ dày không tiêu hóa. Thi xong rồi quay lại đây lấy đi. Nhưng mà đói bụng thì làm sao thi đấu được? Ăn chuối. Ăn chuối hình như không đủ no. Thêm một phần hot dog nha. Ừ. Kiên nhẫn miệt mài, gỗ mục không gãy, bền bỉ cầm cuội, khắc được đá vàng, cố gắng hết mình, ắt sẽ thành công. Chết đi, cô làm được. Thử kiếm. Cố lên Jasmine. Cố lên nha. Thua chắc rồi, xem làm gì. Chúng ta đi xem Scarlett đi. Ờ được. Hai bên chuẩn bị bắt đầu. Đâm trúng, ghi điểm, bên trái thắng. Yes. Hay quá đó.
Tiếp theo đây sẽ là trận đấu của 8, điểm tối đa 15. 3 hiệp 3 phút. Kiên nhẫn miệt mài, gỗ một không gãy, bền bỉ cặm cụi, khắc được đá vàng, cố gắng hết mình ắt sẽ thành công. Đọc kinh hả? Vô ích thôi. Thần tiên cũng không cứu nổi cô đâu. Không biết ai sẽ thắng đây ha. Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên Kales thắng rồi, đẳng cấp khác nhau mà. Cô không cho con hươu đánh thắng con cọp hả? Lụng như vậy cũng vào được top 8 cũng hay rồi, đáng tiếc chưa gì đã đấu với Kales. Thua chắc. Hai bên chuẩn bị bắt đầu. Cố lên, cố lên. Lên nha. Dừng. Ghi điểm. Yes. Ghi điểm. Dừng. Hết hiệp đầu tiên. Điểm số 13-0. Nghỉ ngơi một phút. Đừng bỏ cuộc, cô thử từ từ thôi, đừng gấp. Đưa thẳng cánh tay ra, cúi người xuống. Hiểu rồi. Hai bên chuẩn bị bắt đầu. Bắt đầu. Ghi điểm. Bên phải thắng. Không cần phải đầu đâu. Nếu cô tham gia cuộc thi cho trẻ dưới 14 tuổi thì nhất định sẽ thắng đó. Phải rồi, chút nữa cô rảnh không? Tôi và cô đi ăn nha. Scarlett là quán quân của mùa trước. Lúc nãy cô ghi được 2 điểm đã giỏi lắm rồi. Thực ra hồi nãy may nhờ có anh nhắc nhở thôi. Nếu không hả, chắc chắn tôi cũng không ghi được điểm nào hết. Ích lợi của việc ghi được 2 điểm là gì? Chính là lần sau cô có thể ghi được 3 điểm, 4 điểm. Như vậy mới có cơ hội tiến bộ chứ. Thực ra thì trước đó tôi đã đấu với Scarlett rồi, nhưng mà lần nào cũng thua hết. Cho nên bây giờ hãy gặp cổ, tôi đều cảm thấy rất sợ. Bởi vậy cổ giống như khắc tinh của tôi vậy. Kỹ thuật của cổ tốt thật, nhưng mà cô nên nhớ, muốn thắng người khác thì phải thắng chính mình. Tâm lý khi đối mặt với cô ta tệ như vậy, sau này nếu muốn luyện kiếm thì phải luyện tập khắc phục nhiều điểm này. Luyện như thế nào hả? Để hình cô ta ở nhà, nhìn suốt ngày đêm, cứ đâm cô ta, tới khi nào hết sợ thì thôi. Có cho tiền tôi cũng không muốn nhìn thấy cô Scarlett ở nhà của tôi đâu. Phải rồi, lần trước cô giúp tôi đem đồ ăn cho cô cố. Cảm ơn nha. Chuyện nhỏ thôi mà. Ê, phải rồi, thật ra anh đối với cô cố cũng nhiệt tình thiệt đó. Không gặp đã nhiều năm rồi, vẫn quan tâm cổ như vậy. Cô ấy ảnh hưởng tôi rất nhiều. Tôi chơi đấu kiếm cũng là vì cô ấy. Vậy xem ra tôi phải cảm ơn luật sư cố. Nếu không có luật sư cố, tôi đã không quen biết anh. Mà nếu không quen biết anh thì trận đấu hồi nãy tôi đã bị không điểm rồi. Thực ra sau này nếu như anh có nhu cầu, anh có thể nhờ tôi đi tìm cổ giúp cho anh. Mặc dù bên cạnh luật sư cố có một người rất là phiền phức, nhưng mà tôi cũng sẽ tìm cách giải quyết được hết. Người làm nghề luật sư không phải bận lắm sao? Có phải thường xuyên ra tòa án không? Luật sư cố là đại luật sư, dĩ nhiên phải ra tòa án rồi. Còn tôi là luật sư pháp lý, chủ yếu làm việc trong văn phòng thôi. Thực ra người làm nghề luật sư nghĩ gì về nghề của chúng tôi vậy? Anh hỏi vậy là có ý gì? Chúng ta đều là thầy. Nhà vật lý trị liệu và luật sư cũng có chút khác biệt. Nếu như xét về nhiều mặt, cô cảm thấy chúng ta có thể làm bạn thân thiết hơn không? Dĩ nhiên là được rồi.
vấn đề bạn bè phải xem có hợp hay không. Nè bây giờ dân thường cũng làm hoàng phi được, hoàng tử Harry cũng vì vợ mà từ bỏ hoàng tộc đó thôi. Hay sao phong kiến giống như ngày xưa được nữa. Lập tức ra đầy năng lượng rồi, anh đi. Ừ. Ê, chú Đông đâu? Ờ, vẫn chưa tới. Nhóc con, tôi cảnh cáo cô đừng có phá đám nữa nha. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết. Cô không cần giả nai nữa. Muốn điều chế được cô Diana, cô từ bỏ ý định đi, không thể được đâu. Vậy nếu như tôi điều chế được? Tôi cắt đầu của tôi cho cô làm ghế ngồi luôn cũng được nữa. Đầu á thì tôi không cần. Nè, hay là như vậy, trong vòng 2 tuần lễ, nếu tôi điều chế được cô Diana, anh phải theo tôi đi làm ăn. Được thôi, tôi cho cô hẳn 2 tháng luôn. Nhưng mà nếu cô không điều chế được thì biến mất khỏi tầm mắt tôi. Còn nữa, không được làm phiền tới chú Đông nữa. Quyết định vậy đi. Nè nhóc con, sao về nhanh vậy? Hỏi anh ta đi. Nè, sao làm cho nó bỏ về nhanh vậy? Còn không nhớ liều của Diana là của Diana hả? Nhớ nhung có ích gì chứ? Cô ta điều chế được sao? Cô Diana không còn thì là không còn. Rất nhiều chuyện đã không thể quay trở về.如何不再爱你，没有你的爱，如何再爱这样的海洋，该如何放弃你，该如何放弃爱，如何发誓。